Trong các tiêu chí đánh giá khả năng diễn xuất của một diễn viên thì khâu đài từ, tức khả năng nhả thoại, là một yếu tố vô cùng quan trọng. Có nhiều ngôi sao có diễn xuất bằng biểu cảm khuôn mặt rất ổn, nhưng ở khâu đài từ thì lại tệ vô cùng. Giọng nói không rõ ràng hoặc là nhịp điệu cứ như là trả bài vậy, thậm chí còn có người còn chẳng thuộc thoại. Cũng có một trường hợp khác nữa cho thấy sự yếu kém về đài từ, đó là quá lạm dụng việc lồng tiếng và chẳng dám dùng giọng gốc của mình. Tuy nhiên, với những quy định mới của Cục Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, các diễn viên ngày càng phải sử dụng giọng thật nhiều hơn. Cũng vì thế mà những điểm yếu về đài từ của nhiều diễn viên trẻ cũng bị phơi bày trước công chúng, khiến khán giả ngán ngẩm. Mặc dù vậy, trong thế hệ diễn viên 9X của màn ảnh Hoa ngữ vẫn có nhiều diễn viên có đài từ khá hay, nghe đã cả tai. Hãy cùng mình điểm qua top những nam diễn viên 9X có khả năng đài từ tốt nhất Cbiz nhé! Tiêu Chiến. Đài từ của Tiêu Chiến ban đầu không được đánh giá quá cao, thậm chí còn bị trào phúng là quá cường điệu và cứng nhắc. Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại là một tấm gương điển hình cho những diễn viên luôn chăm chỉ, siêng năng rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình. Có lẽ, nhờ có nền tảng về thanh nhạc, lại có một khoảng thời gian luyện tập để biểu diễn kịch nói, nên đài từ của Tiêu Chiến ngày càng được cải thiện tốt hơn. Anh ấy vẫn giữ được âm sắc ban đầu, nhưng phát âm rõ ràng hơn, đồng thời bổ sung thêm cảm xúc và thanh điệu vào từng câu thoại. Từ đó tạo nên nhiều tầng lớp cho đài từ, đem lại cảm giác thỏa mãn hơn cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Đài từ của Tiêu Chiến mang nhiều sắc thái khác nhau, có đôi khi vừa ấm áp vừa dịu dàng, mềm mại như nhung, nghe rất êm tai và dễ chịu. Có đôi khi lại rất trong trẻo, có thể cảm nhận rõ được cả hơi thở nhiệt huyết của thiếu niên. Nhưng có đôi khi lại rất bi thương, day dứt, khiến người nghe cảm nhận được cả sự tan vỡ, bất lực và tuyệt vọng ở trong lời thoại ấy. Diễn xuất, lời thoại, cử chỉ và khí chất của Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao thật sự ấn tượng, chỉ cần nhìn vào nhân vật thời ảnh, người xem liền cảm nhận được như thế nào là cốt cách thần tiên, một vị tiên trưởng thoát tục, không nhiễm bụi trần. Trương Nhược Quân. Bên cạnh khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng, thì đài từ cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp khán giả càng thêm công nhận năng lực diễn xuất của Trương Nhược Quân. Đài từ của Trương Nhược Quân được đánh giá là rõ ràng, rành mạch và dứt khoát. Âm sắc của Trương Nhược Quân khá hay, nhịp độ nhả thoại ổn định, quan trọng nhất là nam diễn viên hiểu rất rõ nhân vật mà mình đang diễn. Cũng vì thế mà anh luôn có cách để điều chỉnh đài từ của mình, sao cho thật phù hợp với cảm xúc nhân vật và các tình tiết trong phim. 若是生死能让你动摇的话，监察院这么多年，你早就说了。也或许是送我归来遗漏永远吧。哼，又或许你救了我，我感动了。生死都不能让你动摇，何况是一次出手。 Bạch Kính Đình. Đài từ của Bạch Kính Đình cũng có thể tính là khá tốt so với mặt bằng chung của những ngôi sao 9X ở Cbiz. Bạch Kính Đình cũng rất chịu khó biến đổi và thử thách bản thân với nhiều dạng vai diễn khác nhau ở cả hiện đại lẫn cổ trang. Đài từ của Bạch Kính Đình được đánh giá là khá mềm mại và thanh thoát, có nhịp độ ổn định, đem lại cho khán giả một cảm giác rất dễ chịu khi nghe. Cách diễn giải lời thoại của nam diễn viên cũng rất khúc chiết, từng đoạn, từng ý đều rành mạch và gãy gọn. Đặng Luân. Chắc hẳn đến tận bây giờ, dù đã 5 năm trôi qua kể từ khi Hương Mật Tựa Khói Xương được phát sóng, và ngay cả khi Đặng Luân đã không còn hoạt động trong giới giải trí, thì khán giả vẫn chưa thể nào quên được chất giọng siêu cuốn hút của Hỏa Thần Húc Phượng. Đài từ của Đặng Luân có sự cộng hưởng của các quãng âm, cộng thêm hơi thở và một chút giọng mũi, đã tạo nên một loại đài từ độc đáo, mang đầy chất riêng của Đặng Luân. Ở quãng âm thấp, chất giọng của Đặng Luân có độ trầm nhất định, nhưng không bị khàn đục, nghe rất thanh thoát nam tính và quyến rũ. Còn khi quãng âm cao, giọng của Đặng Luân nghe rất có uy lực nhưng lại không bị chói tai. Jimmy，答应我，等我回来，做我的王后可好？寡人怀吾义王事也，今日闲来无事，入山行猎，猎得梁国伏兵200。奴家圣衣足圣女是也，近日闲来无事，入山采药，才得怀吾国主一名。
Trương Vãn Ý. Mùa hè vừa qua, có lẽ đã có không ít khán giả bị ấn tượng với vai diễn Thương Huyền của Trương Vãn Ý trong Trường Tương Tư. Trương Vãn Ý không chỉ chinh phục người xem nhờ vào khả năng diễn xuất sống động, mà còn nhờ vào đài từ vô cùng cuốn hút của anh chàng. Nhiều người đã nhận xét rằng, thậm chí họ có thể không cần nhìn vào nét mặt và biểu cảm của Thương Huyền, mà chỉ cần nghe lời thoại do Trương Vãn Ý thể hiện thôi, cũng đã đủ để họ hình dung được mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố của nhân vật Thương Huyền. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trương Vãn Ý ghi điểm với khán giả vì khả năng đài từ xuất sắc của mình. Trước đó, khi hóa thân vào vai diễn người chiến sĩ cách mạng Trần Diên Niên trong phim Niên Đại Thức Tỉnh, Trương Vãn Ý cũng đã nhận được cơn mưa lời khen về đài từ. Từ giọng nói trong trẻo, ấm áp của một chàng thanh niên nhân hậu với những hoài bão tuổi trẻ, đến giọng nói trầm ổn nhuốm chút ưu tư của một người con yêu nước luôn đao đáo với số phận dân tộc, và giọng nói đanh thép, hùng hồn của một người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất. Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời ngắn ngủi nhưng hào hùng của Trần Diên Niên đều được Trương Vãn Ý thể hiện hoàn hảo bằng biểu cảm và đài từ xuất sắc của anh. Tỷ lệ sử dụng giọng gốc trong các bộ phim truyền hình của Trương Vãn Ý là rất cao. Anh chỉ dùng diễn viên lồng tiếng trong duy nhất một bộ phim là Phong Khởi Như Thường bởi vì lúc ấy anh đang trong đoàn phim. Có một câu chuyện về đài từ của Trương Vãn Ý được khá nhiều người biết đến, đó là có một lần phóng viên khen ngợi đài từ của Trương Vãn Ý trong Niên Đại Thức Tỉnh thì anh ấy chỉ khiêm tốn đáp rằng đó là kỹ năng của sinh viên năm nhất. Từ đó, có thể thấy rằng đài từ là kỹ năng cơ bản, bắt buộc phải có của bất kỳ người diễn viên nào. Đàn Kiện Thứ cũng tương tự như Trương Vãn Ý, không phải đến khi vai diễn Tương Liễu trong Trường Tương Tư gây sốt khắp nơi thì khả năng đài từ của Đàn Kiện Thứ mới được mọi người chú ý, mà ngay từ những vai diễn đầu tay như Tư Mã Chiêu trong Liên Sư Quân Minh hay Tào Phi trong Tam Quốc Cơ Mật, đài từ của Đàn Kiện Thứ đã nhận được rất nhiều lời khen của khán giả. Chất giọng của Đàn Kiện Thứ mang âm sắc hơi trầm, cùng với nhịp độ vững chắc, tiết tấu vừa phải, hơi thở ổn định làm cho đài từ của anh nghe rất rõ ràng, gãy gọn và rất lôi cuốn. Không chỉ vậy, chất giọng trầm cuốn hút còn giúp cho đài từ của Đàn Kiện Thứ giống như được phủ lên mình thêm một câu chuyện với nhiều sự thăng trầm và từng trải. Những câu thoại của anh rất sống động, tưởng chừng như đang chứa đựng trong đó một linh hồn thực thụ, khiến người nghe đắm chìm vào cảm xúc và hoàn cảnh của nhân vật mà anh thể hiện. Bên cạnh đó, đài từ của Đàn Kiện Thứ còn đầy biến hóa. Ít ai nghĩ rằng một người vốn sở hữu chất giọng trầm như anh lại có thể hóa thân xuất sắc vào vai diễn Trần Nhẫn Hương, một đào kép trong phim Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng. Trần Nhẫn Hương là một nhân vật có chất giọng nhu hòa, trong nhu có cương, trong cương có nhu. Đàn Kiện Thứ từng chia sẻ rằng mỗi vai diễn đều mang sắc thái và hơi thở riêng của một diễn viên, và lời thoại cũng là một phần không thể thiếu để tạo nên một vai diễn trọn vẹn. Không có ai có thể hiểu nhân vật của mình hơn chính mình, vì thế không có lý do gì để bản thân không tự lồng tiếng cho nhân vật ấy. Cũng vì vậy mà hầu như tất cả các vai diễn của Đàn Kiện Thứ cho đến thời điểm hiện tại đều là dùng giọng gốc của anh. Trương Tân Thành. Nói về những nam diễn viên 9X được đánh giá cao nhất về đài từ hiện nay ở CBiz thì chắc chắn không thể không nhắc đến cái tên Trương Tân Thành. Dù diễn xuất của Trương Tân Thành đôi khi có trồi sụt một chút, nhưng đài từ của anh thì lại tuyệt đối giữ vững phong độ. Nam diễn viên còn nằm trong nhóm số ít những diễn viên trẻ hoàn toàn sử dụng giọng gốc của mình trong các bộ phim. Các nhân vật mà Trương Tân Thành từng thể hiện đều do anh tự lồng tiếng. Dù là tốc độ thoại có nhanh đến mức nào đi chăng nữa, thì Trương Tân Thành vẫn nhả thoại một cách tròn vành rõ chữ, không bị dính trùng vào nhau, đồng thời cũng thể hiện tốt sự dao động trong biên độ âm thanh của từng câu chữ. Trần Tinh Húc, Đông Cung Thái Tử,
Trần Tinh Húc cũng là một trong những nam diễn viên trẻ được khen ngợi khá nhiều về đài tử. Kể từ khi vẫn còn là một diễn viên nhí, Trần Tinh Húc đã ghi điểm với khán giả nhờ lối diễn linh động và đài tử tự nhiên. Đến khi trưởng thành, khả năng đài tử của Trần Tinh Húc cũng ngày càng được trau chuốt và hoàn thiện hơn, thể hiện rõ qua những đoạn thoại của nhân vật Lý Thừa Ngân trong Đông Cung. Tuy nhiên, do chất giọng của Trần Tinh Húc khá dày, lại có độ vang nên đôi khi giọng nói của anh chàng hơi bị ồn và đục một xíu. Khuyết điểm này của Trần Tinh Húc cũng từng bị khán giả chỉ ra trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, không hẳn là đài từ của nam diễn viên không hay, nhưng nó lại không hợp với vai diễn một vị thần tiên thanh thoát như nhân vật Thiếu Điển Hữu Cầm ở đầu phim. Về sau khi nhân vật này có nhiều sự biến hóa, thì đài từ của Trần Tinh Húc cũng dần hòa hợp hơn với thiết lập nhân vật. Kết lại cho vấn đề này, có thể nói rằng bên cạnh khả năng biểu cảm trên gương mặt, thì đài từ chính là kỹ năng mà bất cứ một người diễn viên thực thụ nào cũng phải có. Đài từ là một trong những yếu tố làm nên hồn cốt của một nhân vật, vì thế nếu diễn viên không thực hiện được đài từ của nhân vật, thì nhân vật đó cũng chỉ giống như một con rối, có thân xác hoàn chỉnh nhưng lại vô hồn, vô cảm. Mình biết là vẫn còn nhiều nam diễn viên 9X khác cũng có đài từ khá tốt, và mình cũng chỉ mới nêu ra một số cái tên tiêu biểu. Vì thế, nếu bạn còn biết những nam diễn viên 9X nào khác tại CBiz cũng có khả năng đài từ tốt, thì hãy để lại bình luận để giới thiệu cho mọi người cùng biết với nhé. Và nếu cảm thấy video này thú vị thì hãy cho mình một lượt like hoặc share nhé. Cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!